Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho anh em cách bắt vị cộng đuôi cổ hũ trên TDC nhá Ok anh em thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang vào 20 củ đây Và bây giờ thì mình sẽ nói về cách bắt vị đây Vị đây nhá, vị đây là vị gì? Vị 12 này Đấy, cộng với đuôi đây Đuôi cổ hũ đây Đây, đây là bao nhiêu? 18, 18, 12 Tiếng này đánh xỉu được em nhá Tiếng này thì đánh xỉu được Đấy, ok, đấy cứ chẵn thì anh em đánh xỉu nhá 18 với 12 là bao nhiêu là 30 đúng không anh em 30 thì là chẵn chẵn thì đánh xỉu lít và xỉu đấy cứ đúng đánh đúng công thức chẵn xỉu lẻ tài ngược lại lẻ tài chẵn xỉu đấy là những cách chơi nhá và bây giờ thì anh em xem kết quả xem có phải là xỉu hay không nhá xem tiếng này là gì nào 21 mở nào chuẩn xác anh em thấy chưa Làng cấp vẫn cứ là đẳng cấp vẫn cứ là ok anh em lấy vị của tổng tổng điểm xí ngầu cộng với đuôi hũ rồi từ từ nào xem nào 29 đến 16 này 16 với 7 16 bởi 7 là 23 hai ba tiếng này đánh vào đâu? đánh vào đây. OK nhá, đuôi hũ này đấy. Công thức ra công thức ra kết quả ra kết quả. nè bằng tài, chắn bằng xỉu, thuận cầu nghịch cầu. lẻ băng xỉu chắn vận tải chúc anh em luôn rực rỡ rỡ trên TDTC trên đường chơi thật xa anh em thấy chưa đường đấy Oánh cái nào nó phải ăn cái đấy chứ đúng không anh em? Rồi tiếp tục nào. Đây là 13 này, 13 bao nhiêu? 13 với 6 là 19 đúng không anh em? 19 thì thế này đánh gì? Thế này khả năng cao nó là cầu 22 ok. 19 đánh nốt vào đây, một cái 8 nít đánh nẻ thôi, không chắc chắn đánh nẻ đúng không anh em? Nó là lick chắc chắn thì anh cao. Rồi ok, anh em đợi nhá. Đấy. Rồi mình sẽ tô uh, những cái chữ đỏ lên để cho anh em để ý nhá. Đấy, anh em xem những cái mình tô nhá để anh em để ý và áp dụng ở trên con TDC thì đường chơi nhá. Ok anh em. Và bây giờ thì anh em xem kết quả tay này có phải là gì. Đấy, chuẩn xác không anh em? Đấy, đẳng cấp thì vẫn cứ là ok, vẫn cứ là đẳng cấp đúng không anh em? Rồi, anh em thấy chưa? Mình đánh ba tay hút cả ba nhá. Rực rỡ luôn đúng không anh em? Rồi tiếp tục vòng quay lại tiếp vòng quay nào. Đấy lên đến 9 rồi tiếp tục 1 2 3 và 2 4. Rồi, ok. Xem nhá. Đây là 9 9 cộng với bao nhiêu? 16. 9 cộng với 16 là vẫn là 15 đúng không anh em? 15 thì tiếp tục đánh tiếp vào đây 5 lốp đúng không anh em? Đấy cứ lẻ ạ. Thì hiện tại bây giờ là mình bắt kỳ cầu mà lẻ thì mình đang đánh về xỉu. Đúng không anh em? Đấy, chăn thì anh em mình đã đánh vào tài đôi khi đã, đã nghịch và đôi khi đã thuận hiện tại mình đang bắt cầu nghịch thì mình cứ phải theo nghịch nhá Linh của con TDC thì nửa chơi này thì để ở dưới phần mô tả đam mê thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm nhá và bây giờ thì anh em hãy chờ và đợi và xem kết quả có chuẩn sai không và vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em cách bắt vị cộng đuôi hũ trên TDTC nhá anh em nhá đấy đây anh em lấy anh em lấy vị đấy của tổng điểm xí ngầu cộng với đuôi hũ ra kết quả này lẻ thì bằng tài này. chẵn thì bằng xỉu này đây là cầu thuận này đấy còn nghịch cầu lẻ bằng xỉu đấy chẵn bằng tài chú anh em luôn rực rỡ ở trên TTC thì người chơi này em thấy chưa ok đúng không anh em vẫn cứ là ok vẫn cứ là tuyệt vời rồi xem nào vừa rồi là mấy vừa rồi là 11 11 với 18 ở à, đâu ừ, đúng rồi 11 với 18 là 19 19 là ra lẻ đúng không anh em lẻ thì nó ở đâu lẻ à thì phải đánh vào tài này một phát đấy đúng không anh em 10 18 thì có 11 thì 8 cộng 11 thì là 9 đúng không 18 thì có phải là 29 không 29 thì có phải là lẻ à không lẻ à thì anh em phải đánh gì đánh vào tài đúng không cứ vậy mà đánh thôi đúng không anh em cứ túc tác ra nhất một ra hai kiểu gì anh em cũng lời đấy cứ bắt ra cái theo cái cách của mình chỉ đấy đấy đây là cái cách mà đơn giản dễ chơi thì cũng thử nhá bao giờ thì kết quả này rồi ok Vậy là nó đổi cầu rồi Vậy là nó là gì Nó là Nó là gì Nó là Nghịch cầu anh em nhé Nghịch cầu Đấy rồi ok Nghịch thì đánh nghịch nó cái gì Xem nào bốn này là bốn gì đây bốn này là 8 Rồi ok Tiếng này thì đánh vào đâu Ủa anh tiếp một tiếng nữa đánh vào xỉu chưa đánh tiếp một tiếng nữa đánh vào xỉu để xem từ từ anh em một chạy một chạy một đôi khi chạy ra đều cầu một hai ba liệu tiếng này nó có nghịch cầu không nhỉ nếu mà cảm thấy khó khăn quá thì tay anh em có thể bỏ qua đúng không anh em hai hai một thường thường cái cầu hai hai một này nó hay về tài lắm nhé nó hay về tài ở cầu này đấy Tiếng này thì đánh tiếng nhờ yeah. Lăm nốt rồi đúng không anh em đánh ra năm nốt thôi rồi xem làm sao nhé bắt nghịch một tiếng sẽ làm sao đúng không anh em không phải lúc nào nó là thuận đâu anh em ạ nó phải có là thuận phải có thuận và có phải có nghịch nhá như vậy mới gọi là tài xỉu được rồi ok anh em xem kết quả này bởi vì nó ra cặp một một hai mà xem nào đấy anh em thấy chưa chuẩn xác đúng không anh em nếu tiếng vừa rồi mà anh em đánh về thuận thì anh em có phải là toạch không đấy nên là anh em chơi thì anh em phải để ý những cái dạng cầu này để anh em cần biết nhá đấy vừa rồi thì mình đánh mình đánh tại sao mình rất hay thích đánh ở những cái dây cuối bởi vì làm sao bởi vì là mình có thể xoay những cái dạng cầu nếu đôi khi nó có thể thay đổi nhá đấy anh em thấy cầu bắt chuẩn không nói chung là hầu như đa phần tay nào mình đánh cũng ăn đấy đấy và vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em cách cách bắt vị cộng đuôi cổ hũ trên TDC rồi đấy anh em xem và anh em tham khảo và anh em có thể và áp dụng nhé ok nhá và bây giờ thì mình đang có lãi có lời rồi thì hiện tại lên được 23 củ tư rồi thì mình cũng xin phép tất cả anh em mình sẽ chốt lãi tại cái này nhá xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo